Xin chào các bạn. Trong video lần này, Quỳnh Trang sẽ giới thiệu đến các bạn giao diện và tính năng của ứng dụng Netflix. Còn nếu như bạn nào mà chưa biết Netflix là gì, hãy cùng kích vào chữ Y ở góc bên phải màn hình này nhé. Còn bây giờ hãy cùng bắt đầu video thôi. Và cho bạn nào không biết thì Netflix là một dịch vụ xem phim trực tuyến của Mỹ và nó cũng là một ứng dụng được cài sẵn trên các dòng TV thông minh. Để sử dụng được Netflix, bạn phải đăng ký theo tháng. Tại thị trường Việt Nam, Netflix cung cấp 3 gói từ cơ bản cho đến cao cấp nhất là gói Premium. Thuê bao 260.000 một tháng, được xem phim không giới hạn và chất lượng cao, có thể lên tới 4K. Mỗi tài khoản Netflix có thể chia sẻ cho tối đa 4 thiết bị xem cùng một lúc. Và vì vậy, với đặc điểm đó thì chúng ta có một cách hợp lý nhất và kinh tế nhất, đó là chúng ta sẽ cùng đăng ký gói Premium. Sau đó bạn có thể chia sẻ với 3 người còn lại. Như vậy thì mỗi tháng, mỗi người của chúng ta mất khoảng 65.000 mỗi tháng để có thể xem một kho phim khổng lồ chất lượng cao. Với một tài khoản, bạn có thể tạo nhiều nhất là 5 hồ sơ. Đặc biệt là ngay từ bước tạo hồ sơ, Netflix cho phép lựa chọn từng hồ sơ sẽ áp dụng cho độ tuổi nào. Ở đây có hai lựa chọn là dành cho người trưởng thành và cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống. Nhưng mà dù sao, nếu như bạn có ý định cho bé ở nhà xem Netflix thì chúng ta cũng phải thường xuyên để ý nha. Bởi vì với ứng dụng được cài trên TV mà theo như Trang trải nghiệm thì việc chuyển đổi từ hồ sơ trẻ em sang hồ sơ người lớn cũng khá là đơn giản. Và vì vậy, với các bé mà chừng 10, 11 tuổi thì việc đó là một việc khá là dễ dàng, phải không? Đây là giao diện chính của ứng dụng Netflix trên TV. Tìm kiếm, bạn có thể tìm phim theo danh mục, theo tên phim, và Netflix cũng đã rất nhanh chóng hiện đề xuất thể loại video ngay bên dưới. Home, mục này sẽ liệt kê những phim nào đang được quan tâm nhiều, các phim mà bạn đang xem dang dở. Đặc biệt là Netflix Original, những bộ phim được chính Netflix sản xuất đều là những bộ phim có chất lượng cao cả về mặt hình ảnh lẫn nội dung. TV Shows, có thể là phim bộ, các chương trình truyền hình, phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, chương trình ẩm thực với nhiều đề tài thú vị. Movies, những bộ phim điện ảnh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, cũ có, mới có. My List, đây là nơi để bạn lưu những bộ phim yêu thích hoặc những tựa phim chưa có thời gian coi. Sau cùng, New là danh sách những bộ phim, chương trình truyền hình mới trên Netflix. Phim truyền hình chính là phần đặc sắc nhất của Netflix. Các phim trên Netflix đa số là phim Mỹ thì đó là điều hiển nhiên rồi, nhưng không phải tất cả các phim hay thì đều xuất hiện ở đây, có lẽ là do vấn đề bản quyền. Tuy nhiên, những bộ phim đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội hay những bộ phim dài tập kinh điển đa phần đều xuất phát từ Netflix. Phim châu Á thì có phim Hàn Quốc, một số ít phim của Nhật và Trung Quốc. Đa số đều có nội dung ấn tượng và mình tin chắc là số lượng phim hay của châu Á sẽ không ngừng tăng lên trong tương lai. Ngoài ra, Netflix cũng là một vùng đất hứa hẹn của các tín đồ anime. Về phần phim điện ảnh thì Quỳnh Trang cũng sẽ nói luôn là nó sẽ không cập nhật nhanh và nhiều như các trang phim lậu. Có những bộ phim chiếu ngoài rạp phải ngừng chiếu khá lâu thì mới xuất hiện trên Netflix và còn tùy từng bộ phim nữa. Ví dụ Marvel Avengers thì mới có Avengers 1 thôi, trong khi Spider-Man là đã được cập nhật tới phần Into Spider-Verse rồi. Tuy nhiên không vấn đề gì. Phim hay, phim mới vừa vừa thì cũng có rất rất nhiều để cho các bạn có thể lựa chọn và thưởng thức. Có một câu hỏi đó là trên Netflix thì có chiếu phim Việt Nam không? Câu trả lời là có. Nhưng mà hiếm hoi lắm mình mới tìm được hai phim là Hai Phượng và Trúng Số. Và thêm một thông tin nữa, theo như mình được biết thì những nội dung mà Netflix cung cấp sẽ khác nhau tùy theo từng quốc gia. Khi xem một video, bạn có thể lựa chọn phụ đề tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Tiếng Anh thì chắc chắn là có, còn tiếng Việt thì không phải mọi phim đều có, như là phần lớn. Tương tự với tùy chọn thuyết minh, một số bộ phim hoạt hình đã ra rạp tại Việt Nam thường cũng có luôn phần lồng tiếng. Tất cả các phim trên Netflix đều được gắn nhãn độ tuổi, ghi thể loại và kèm theo các thông tin liên quan, bao gồm năm sản xuất, thời lượng phim, đạo diễn, các diễn viên chính. Riêng phim bộ còn có thêm danh sách các mùa, các tập để mình tùy ý lựa chọn. Định dạng chất lượng của phim cũng được thể hiện rõ qua các nhãn HD, Dolby Vision, 4K, tùy phim. Khi xem phim có thể tua qua phải hoặc qua trái, có thể xem tiếp tục từ chỗ đã tạm dừng hoặc xem lại từ đầu. Bỏ qua phần giới thiệu, xem tóm tắt hay là thêm phim vào danh sách cá nhân. Và những trải nghiệm tiện lợi và tiện ích như vậy cũng là lý do chính để mình lựa chọn và trải nghiệm xem phim trên ứng dụng Netflix. Nhìn chung, ứng dụng Netflix trên TV đã được đơn giản hóa về giao diện và các tùy chỉnh so với những phiên bản ứng dụng trên điện thoại và trên website nên rất là dễ dàng sử dụng. Nội dung luôn được cập nhật nhanh chóng, chất lượng hình ảnh đẹp, mượt mà, kho phim khổng lồ. Đó là những gì mà Netflix đã cung cấp. Và theo như Quỳnh Trang thấy thì mức chi phí bỏ ra là hợp lý và xứng đáng.
Đừng quên là chúng ta có thể chia sẻ tài khoản của mình với bạn bè để có thể giảm thiểu mức chi phí một cách tối đa. Cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi video. Nếu có bất cứ một thắc mắc nào, hãy cùng để lại comment ở phía bình luận bên dưới nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.